Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015. Chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay gửi đến quý vị. Mở đầu là chương trình tổng kết kinh tế tài chính cuối tuần với tiến sĩ Tà Kê Hải. Kế đến là buổi nói chuyện của anh Phỏ Thành Nhân và anh Nguyễn Văn Khanh về tình hình FIFA hiện nay. Sau cùng là chương trình hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, để biết tin tức về thị trường chứng khoán, tình hình kinh tế tài chính tại Hoa Kỳ cũng như là thế giới trong tuần qua. Minh Thúy mời quý vị theo dõi sau đây chương trình tổng kết kinh tế tài chính cuối tuần với tiến sĩ Tạ Kỳ Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Washington và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần tính đến, đến thứ Sáu ngày 29 tháng 5 2015 Dow Jones 18,010.68, with today trừ 1.21% và year today cộng 1.05%. Nasdaq 5,070.03, with today trừ 0.38% và year today cộng 7.05%. S&P 500 2,107.39, with today trừ 0.88% và year today cộng 2.36%. Giá vàng là 1.190 đô la 30 cent một ounce. Giá dầu thô 60 đô la 23 cent một barrel. Đó căn cứ về dự kiện hôm thứ Sáu 29 tháng 5 2015. Giá xăng 2 đô la 736 một gallon. Đó là theo công ty AAA thứ Sáu ngày 29 tháng 5 2015. Đồng euro tương đương với một Mỹ Kim lễ chính của Hoa Kỳ. Và lãi suất mortgage theo Freddie Mac thứ Năm 28 tháng 5 2015. 30 năm cố định là 3.87% và 15 năm cố định 3.11%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy 23 tháng 5 2015 có 282.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 7.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy 16 tháng 5 2015, Mỹ có 2 222.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 11.000 so với tuần lễ trước đó, đó là theo dự kiện của Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm 28 tháng 5 2015. Kinh tế Mỹ cung cấp 223.000 việc làm mới trong tháng 4 2015. Đó là theo Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Sáu 8 tháng 5, 2015. Con số trên 200.000 việc làm mới là một con số tốt cho sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Tỷ số thất nghiệp xuống trở lại 5.4% trong tháng 4, thấp nhất trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, thị trường việc làm vẫn chưa đạt được tính bền kinh tế Mỹ. Tuần này thị trường chứng khoán có nhiều dao động, cả ba chỉ số đều đi xuống với Dow Jones và Nasdaq lên một ngày, xuống 4 ngày và SP 500 không thay đổi một ngày, lên một ngày và xuống 3 ngày. Trong tuần Dow Jones đã mất trừ 1.21%, Nasdaq trừ 0.38% và SP 500 trừ 0.88%. Dư âm lời tuyên bố của bà Janet Yellen Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang hôm thứ Sáu tuần trước 22 tháng 5 2015 tại thành phố Providence của tiểu bang Rhode Island vẫn còn ám ảnh giới đầu tư và rõ ràng nỗi sợ hãi đó đã được phản ảnh qua thị trường chứng khoán trong suốt tuần qua. Bà Yellen phát biểu rằng việc trì hoãn quyết định tăng lãi suất có thể tác hại làm quá nung nóng nền kinh tế Mỹ. Bà nói quỹ dự trữ liên bang hầu như sẽ cho tăng lãi suất trong năm nay là lần đầu sau gần một thập niên. Bà có vẻ vững tin vào kinh tế Mỹ hiện nay khi nói nếu kinh tế tiếp tục cải thiện như tôi đã kỳ vọng, tôi nghĩ rằng sẽ ở vào một thời điểm nào đó của năm nay sẽ bắt đầu khởi sự cho tăng lãi suất của quỹ liên bang. Điều này đã được các nhà kinh tế diễn dịch ra là quỹ dự trữ liên bang có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 sắp tới. Có 3 vấn đề đáng kể để chúng ta quan tâm về kinh tế Mỹ hiện nay. Thứ nhất, thị trường việc làm yếu kém từ đầu năm 2015 và còn tiếp tục trao đảo mỗi tuần cho đến hôm nay. Thứ nhì, sự phát triển kinh tế đã đi ngang thay vì đi lên, nghĩa là chưa thật sự phục hồi. Và thứ ba, lợi tức lương bổng của người Mỹ cũng chẳng có gia tăng đáng kể. Giới đầu tư tin rằng bà Yellen sẽ cho tăng lãi suất trong năm nay, nhưng có lẽ không phải vào tháng 6 như một số người đã tiên đoán trước đây. Quỹ dự trữ liên bang cho tăng lãi suất là dấu hiệu tin tưởng kinh tế Mỹ đang trở nên mạnh khỏe hơn trước. Kinh tế mùa hè năm nay sẽ đóng vai trò chính yếu trong quyết định của quỹ dự trữ liên bang giữ lại hoặc cho tăng lãi suất. Kinh tế thế giới Tình hình mặt trận tuần qua tại Iraq và Syria càng thêm bất lợi cho Hoa Kỳ, cho Iraq và các nước liên hệ đến cuộc chiến với quân khủng bố ISIS. Đặc biệt là thành phố Ramadi vừa bị thấp thủ vào tay ISIS. Sự kiện lực lượng khủng bố ISIS bành trướng lãnh thổ chiếm nhiều thành phố và gây áp lực quân sự quanh thủ đô Baghdad đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực cho việc sản xuất và vận chuyển dầu từ Trung Đông ra thị trường tiêu thụ trên thế giới. Giá dầu thô đang tiếp tục ở mức trên dưới 60 đô la một euro. Đồng đô la của Mỹ đang lên giá trở lại phần nào trong tuần qua với giá 1 euro tương đương với 1 Mỹ Kim 09 của Hoa Kỳ. Nếu giữ được giá dầu thô và đồng đô la ở mức hiện tại, kinh tế và thị trường việc làm của Mỹ có thể ổn định hơn. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và thể tránh cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.